Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một loại hạt giống, đó là hạt giống dưa lê siêu ngọt, hay còn gọi là dưa lê đường. Cái hàng này nó của Đài Loan. Một gói này được rất là nhiều hạt, khoảng tầm vài trăm hạt nhé các bạn nhé. Đó. Thế thì với cái giống dưa lê này thì năng suất rất là cao. Cái thời vụ mà các bạn trồng thì từ tháng 2 cho đến tháng 9. Đây là tính theo lịch âm. Nhiệt độ là từ 25 đến 30 độ C là để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Đó. Thế còn cái mật độ mà các bạn trồng ấy, cây nọ cách cây kia là từ 0,5 cm. À 50 cm, tôi xin lỗi, 50 cm thì là một cây. Thì chúng ta trồng với cái mật độ như vậy. Các bạn sẽ trồng, nếu mà giải ra thì chúng ta trồng cho cái cây dưa lên này nó leo, nó bò dưới đất mặt đất thì chúng ta trồng như vậy. Còn nếu mà các bạn mà trồng để chúng ta bắc thành giàn ấy, thì là các bạn trồng cây nọ cách cây kia nó rơi vào khoảng tầm 20 đến 30 cm thôi, và chúng ta sẽ trồng hàng đôi. Đó. Thì với cái dưa lê này thì hàng nọ cách hàng kia là 1,5 m, và thường thường thì chúng ta hay trồng hàng đôi. Đó. Các bạn cho có thể cho dưa bò ở dưới mặt đất hoặc là leo giàn, thì có cái điều đó thì là tùy thuộc vào cái diện tích của nhà chúng ta. Các bạn sẽ nên luống, cái chiều rộng của luống là từ 1,8 m cho đến 2 m. Cái này chúng ta sẽ tính cả cả rãnh để cho nó thoát nước. Và cái chiều cao của cái luống này là từ 25 đến 30 cm. Các bạn sẽ làm cái rãnh rộng là từ 30 đến 35 cm nhé. Cái thời gian thu hoạch cũng khá là ngắn ngày, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 60 ngày từ khi mà các bạn trồng cây con nhé. Tôi đang nói ở đây là chúng ta tính với cách thức trồng cây con. Thế còn cái thời gian ủ mầm thì thời gian ngâm ủ thì nó cũng rất là nhanh thôi. Và các bạn ngâm vào nước ấm khoảng tầm 3 tiếng, sau đó chúng ta sẽ vớt ra, chúng ta ủ vào khăn ẩm. Đó. Thì ủ vào khăn ẩm thì khoảng tầm vài ngày, 5 đến 7 ngày thì nó tùy theo vào cái điều kiện khí hậu nhiệt độ của từng nơi, thì nó sẽ nhanh hay là chậm nảy mầm. Thế thì các bạn làm theo với cách thức là cho vào ngâm nước ấm vào ủ thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian mà hạt nó nảy mầm cũng khá là nhiều, và cái tỷ lệ nảy mầm nó cũng khá là cao.